với tình trạng trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được đang xảy ra khá là phổ biến khi mà hệ thống đường ruột của trẻ chưa được ổn định tình trạng này xảy ra khiến các bậc phụ huynh khá là lo lắng vậy trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được nguyên nhân do đâu có nguy hiểm không và cách giúp trẻ đi ngoài như thế nào hãy cùng xem video sau đây để nghe chuyên gia tư vấn về vấn đề này ở trẻ một nguyên nhân trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được như chúng ta đã biết việc đi đại tiện cũng giống như chúng ta ăn và ngủ vậy đều là hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể khi đi đại tiện bình thường chứng tỏ cơ thể của trẻ đang khỏe mạnh và phát triển cũng bình thường tuy nhiên một số trường hợp trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được sẽ gây một số ảnh hưởng đến sức khỏe Nguyên nhân có thể là do bệnh lý nguy hiểm, một số bệnh lý nguy hiểm khiến cho trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được như. Chí, nứt kẽ hậu môn, polyp, bệnh lý táo bón ở trẻ khiến cho phân khô cứng, khó di chuyển qua hậu môn. Do đó khiến trẻ táo bón và lâu ngày không đi đại tiện được có khi đến 5 ngày bé mới đi đại tiện một lần. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống của trẻ không được hợp lý, hay chế độ vận động ít Do trẻ uống quá nhiều sữa công thức, khi cho trẻ sử dụng sữa công thức mà quá nhiều không đúng theo hướng dẫn sẽ khiến cho đường ruột hệ tiêu hóa bé bị quá tải. Nó sẽ gây nên nhiều tác dụng phụ như khiến phân của trẻ khô cứng, khó đi đại tiện bị táo bón. Khi thấy trẻ em có biểu hiện lâu ngày không đi đại tiện được cần điều trị và khắc phục sớm vấn đề này cho trẻ. Hai, trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được có nguy hiểm không? Bác sĩ nói gì về vấn đề này? trẻ lâu ngày không đi đại tiện được thường sẽ không nguy hiểm quá đến tính mạng của trẻ tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài nhiều lần và thường xuyên thì sẽ để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ đơn giản như mẹ có thể thấy bé luôn cảm thấy khó chịu đầy hơi chán ăn ngoài ra để lâu còn gây ra các bệnh nguy hiểm khác như trẻ bị trĩ khi mà trẻ lâu ngày không đi đại tiện được trẻ thường xuyên phải dặn nhiều hơn Việc dặn quá mức như này sẽ khiến cho các mạch máu ở khu vực hậu môn và trực tràng bị giãn ra. Đôi khi còn bật ra cả máu tươi. Đến một lúc nào đó, các tĩnh mạch này sẽ sưng lên và hình thành lên các búi trĩ ở trẻ. Trĩ có thể hình thành ở bên trong hoặc bên ngoài trực tràng, khi trẻ bị trĩ thường cảm thấy cảm giác đau đớn, ngứa ngáy, hay thậm chí là chảy máu mỗi lần đi vệ sinh, mặc khác hậu môn là nơi có độ ẩm cao rất thích hợp để gây ra các bệnh nhiễm trùng lại là một vấn đề nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Trẻ bị trĩ có thể kết hợp giữa các biện pháp dùng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật để cắt hay thu nhỏ búi trĩ cần phải cho trẻ đi ngoài ngăn ngừa táo bón để phòng ngừa bệnh trĩ. Trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được do nứt hậu môn. Khi trẻ đi ngoài kết hợp với việc dặn do không đi đại tiện được, thường sẽ gây nên các tổn thương ở vùng hậu môn, tổn thương này sẽ khiến cho trẻ cảm thấy đau ngứa và chảy máu gây khó khăn trong mỗi lần đi vệ sinh trẻ em bị táo bón thường dễ gặp tình trạng nứt hậu môn do niêm mạc da của trẻ nhỏ thường rất mỏng nên dễ bị tổn thương mặt khác khi bị nứt hậu môn khiến cho trẻ đau đớn và sợ đi vệ sinh đại tiện hơn càng làm cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn cách nhận biết trẻ bị nứt hậu môn có thể quan sát bằng mắt thường hoặc khi lấy giấy vệ sinh lau cho trẻ xuất hiện vệt máu đỏ tươi để ngăn chặn biến chứng này cần phòng tránh tình trạng trẻ em bị táo bón lâu ngày không đi đại tiện được để khắc phục tình trạng này hãy tìm đến bác sĩ để được tư vấn trẻ bị lâu ngày không đi đại tiện được dẫn đến ứ phân trong cơ thể đây là hậu quả của việc lâu ngày không đi đại tiện được phân được tích tụ trong ruột nhiều dính vào nhau tạo thành khối chắc rắn và lớn gây nghẽn tại ruột ruột không thể co bóp và đẩy phân ra bên ngoài được ứ phân có thể trở thành tình trạng cấp cứu gây đau đớn hay nôn mửa ở trẻ em trẻ bị ứ phân thường có biểu hiện đau đầu Cảm giác khó chịu sau ăn, ăn không ngon, có thể xảy ra biến chứng sa trực tràng khi trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được. Trực tràng là bộ phận ở phía cuối của ruột già, kết nối với hậu môn. Ở những trẻ thường xuyên bị táo bón và lâu ngày không đi ngoài được. Thường có biểu hiện dặn mạnh để cố đẩy phân ra bên ngoài. Điều đó khiến cho toàn bộ hoặc một phần trực tràng bị sa xuống. Trượt ra khỏi vị trí bình thường nên gọi nó là sa trực tràng, sa trực tràng có triệu chứng gần giống với chỉ. Tuy nhiên biến chứng nguy hiểm hơn, đau đớn hơn, luôn có cảm giác ngứa hay kích ứng vùng xung quanh hậu môn, đôi khi chảy máu có lẫn phân hoặc dò dỉ phân. Ba cách giúp dễ đi ngoài ở trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được. Đối với trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được mẹ cần khắc phục ngay tình trạng này cho trẻ để tránh xảy ra những biến chứng nguy hiểm trên. Đối với trẻ sơ sinh khó đi đại tiện được mẹ nên tăng cường cho trẻ bú sữa mẹ để bổ sung nước cho trẻ ngoài ra mẹ cũng cần ăn các thực phẩm rau xanh chứa nhiều chất sơ để sữa cung cấp cho trẻ tốt và điều trị táo bón cho trẻ cho trẻ ăn đúng giờ và đúng bữa bữa ăn nên ngồi im tại một chỗ tránh việc chạy nhảy và đi lại nhiều trẻ nhỏ nên được vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn sau mỗi lần đi đại tiện cha mẹ cần dùng một chiếc khăn mềm để lau sạch hậu môn cho trẻ tránh dùng các loại giấy thô giáp làm tổn thương đến vùng hậu môn của bé massage vùng bụng cho bé đây là cách mẹ nên áp dụng vì nó mang lại hiệu quả cao mà lại rất dễ thực hiện. Mẹ xoa bụng trẻ theo chiều kim đồng hồ tầm 10 phút để làm tăng co bóp tại dạ dày cho trẻ giúp kích thích đẩy phân ra khỏi cơ thể. 4. Tạo cho trẻ thói quen lành mạnh để phòng chống tình trạng trẻ lâu ngày không đi đại tiện được. Trẻ không đi đại tiện được sẽ để lại rất nhiều khó chịu hay những bất lợi cho cơ thể chưa kể đến các biến chứng nguy hiểm của vấn đề này mang lại. Vì thế song song với việc điều trị mẹ cũng cần chú ý phòng ngừa tình trạng táo bón cho trẻ bằng các cách sau: Tăng cường thực phẩm chứa nhiều chất xơ trong các loại rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Hoặc các loại hạt tạo cho trẻ thói quen đi vệ sinh vào buổi sáng bởi đây là lúc đại tràng bắt đầu co thắt sau ngày thức dậy. Chủ động đi vệ sinh khi cơ thể có cảm giác muốn đi vệ sinh. Đừng cố nín hay nhịn cảm giác của cơ thể. Tăng cường vận động cho cơ thể như tập cho trẻ các động tác tập thể dục nhẹ nhàng và thường xuyên như đi bộ cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm nóng trong gây táo bón giữ cho tinh thần thoải mái tránh căng thẳng lo âu quá mức trẻ em lâu ngày không đi đại tiện được hãy chủ động phòng ngừa cho trẻ bằng các cách trên mẹ nhé nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích